chào các bạn. Những ngày qua các bạn có khỏe không? Và ngày hôm nay Nga sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách làm sao để cho da mặt mình luôn luôn đàn hồi và luôn luôn tươi trẻ. Đầu tiên là các bạn phải biết tự mỉm cười các bạn. Các bạn có biết khi mà các bạn cười thì cái cơ mặt của các bạn nó được vận động không? Nếu như các bạn vận động cơ thể nhưng mà cái mặt của mình không có vận động thì mình nó sẽ buồn. Và các bạn có biết một điều là khi mà trái đất nó sẽ luôn luôn hút những cái lực xuống trái đất đúng không ạ? Và da mặt mình cũng vậy, nó sẽ theo chiều hướng sẽ chảy xệ như thế này. Và nếu như qua thời gian các bạn không biết chăm sóc, các bạn không biết bảo dưỡng nó, ngoài cái việc mà nó đẹp ra thì nó còn cho chúng ta nữa là sức khỏe. Các bạn, nếu như các bạn có tìm hiểu về điện chuẩn, các bạn lên Google các bạn search ha, về điện chuẩn của Bùi Hữu Châu, thì các bạn sẽ thấy được là những cái cơ mặt của mình và những cái gọi là nguyệt đạo của mình sẽ liên thông với tất cả những cái nội tạng trong cái cơ quan của mình. Thầy Bùi Hữu Châu đã dạy sẽ dán những cái salon bath lên những cái điểm nguyệt của cơ mặt thì những cái cơ quan trong cơ thể của mình dường như được phục hồi, được tái tạo năng lượng các bạn. Đó là cái kiến thức mà Ngân muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm. Bởi vì ngày hôm nay Ngân sẽ chia sẻ với các bạn một trong những cái phương pháp làm cho da mặt của các bạn trở nên căng, đàn hồi và có được nhiều sức sống hơn bao giờ hết. Ngoài ra nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái việc điện chuẩn trong cơ thể của chúng ta, cũng giống như những cái cơ quan nội tạng trong cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn thông qua việc chúng ta massage da mặt. Và điều đầu tiên các bạn cần phải chuẩn bị đó là một cái cây về sừng trâu ha. Các bạn có thể tìm mua ở chợ Kim Biên hoặc là cái shop về spa, các bạn sẽ thấy được đây gọi là cái cây để massage nha. Ngày xưa khi mà Ngân chưa biết về cái cây này, Ngân không biết được nó có tác dụng gì và tại sao mình phải sử dụng nó. Nhưng khi mà Ngân biết về cái cây này, Ngân cảm thấy rất là tâm đắc về cái cây này. Và từ khi biết cái cây này thì da mặt Ngân lúc nào cũng căng mịn và không bao giờ có mụn nha các bạn. Đặc biệt là không bao giờ có mụn luôn. Chỉ lâu lâu có một vài hạt mụn khi mà mình có kinh nguyệt thì đôi khi trong người mình nóng quá. Nhưng khi mà mình biết về cái này á thì giống như mình đang đào thải độc tố trong cơ thể của mình vậy, thông qua việc mình massage cơ mặt của mình. Mà mình massage cơ mặt của mình thì có thêm độ đàn hồi và dường như tất cả các mạch máu ở trong da mặt của mình nó được lưu thông các bạn, rất là tuyệt vời. Và các bạn hãy tìm mua và thử nghiệm cái sản phẩm này, cũng giống như là cái cách để mà mình có thể làm cho mình tươi tắn và vui vẻ hơn. Thì đây là cái cây sừng trâu ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ rửa mặt thật là sạch, sau đó thì chúng ta sẽ massage thì nó sẽ có theo chiều các bạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ kéo từ dưới lên ạ. Bởi vì bình thường Ngân đã nói với các bạn rồi là lực hút của trái đất là từ trên xuống. Nếu như mà mình kéo xuống thì chẳng khác nào mình tiếp thêm nếp nhăn cho cơ thể của mình, nếp nhăn cho da mặt của mình. Vậy thì bây giờ mình sẽ kéo lên ngược lại với lực hút của trái đất nha các bạn. Đó là phần trán, mình sẽ kéo từ dưới phần chân mày lên phần trán, dưới từ phần mày lên phần trán. Và các bạn sẽ thấy được là phần trán sẽ được lưu thông máu các bạn. Và nó sẽ giảm đi cái nếp nhăn khi mà mình qua thời gian lão hóa thì mình sẽ có những cái nếp nhăn ngang ở đây đúng không? Nhưng nếu như mà mình massage như thế này thì những cái nếp nhăn sẽ được giãn ra và lưu thông máu huyết. Thì ngoài cái việc mà nó lưu thông máu huyết thì nó làm cho cái cơ mặt của mình nó rất là hồng hào, rất là tươi trẻ. Đó là về vùng trán ha. Và mình cứ làm như vậy khoảng 3 nhịp đến 4 nhịp thì bắt đầu mình sẽ đổi.
Mình cứ làm như vậy 3 nhịp đến 4 nhịp thì mình sẽ bắt đầu đổi. Về phần mắt thì mình sẽ lấy cái đầu nhỏ các bạn. Mình sẽ lấy cái đầu nhỏ và mình sẽ làm như thế này. Kéo dài ra phần chân mày và hốc mắt các bạn. Khi mà các bạn làm như vậy, các bạn cũng làm giảm đi cái mở cũng như cái phần sụp của mắt của mình. Rất là tuyệt vời ha. Nếu như các bạn có thêm cái gọi là kem massage hoặc là dầu dừa thì các bạn sẽ để lên thì cái việc massage của mình nó trơn tru hơn. Đây, các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời ha. Khi mà ngưng cạo như thế này á thì cái máu ở phần này nó được lưu thông các bạn. Ngoài cái việc mà nó được lưu thông, nó hồng hào, nó có collagen, nó giúp cho cái cơ quan nội tạng của mình, thì nó còn giúp chúng ta ngủ ngon nữa các bạn. Và làm đẹp nữa. Khi mà các bạn làm như thế này thì nó sẽ giảm đi nếp nhăn rất là nhiều ở vùng mắt. Và đặc biệt là những người lớn tuổi các bạn sẽ có gọi là những cái bọng mắt, những cái mỡ ở mắt. Thì chúng ta khi mà mình cạo như thế này thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều ha. Đây là phần khóe ha. Bình thường thì mình tập thể dục cho cơ, và lâu lâu thì mình sẽ làm như thế này để tập thể dục cho cơ mặt các bạn. Và với cái phần ở dưới thì mình sẽ để như thế này. Mình sẽ cạo luôn cả một cái phần má ha. Thì khi mà Ngân làm như vậy á, các bạn sẽ thấy được cái da mặt của Ngân bắt đầu nó hồng hào lên, đúng không ạ? Bởi vì những cái cơ mặt ở đây mình massage nó. Các bạn có thấy nó hồng hào lên không ạ? Bên đây cũng như thế. Và mình sẽ đổi bên khi mà làm đủ 3 đến 4 nhịp. Có nghĩa là mình sẽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó là một nhịp ha. Và mình cứ tương tự như vậy, mình làm 4 nhịp như thế. Thì bắt đầu mình sẽ đổi cái động tác khác. Các bạn, tại vì ở đây Ngân vừa hướng dẫn các bạn, Ngân vừa làm, Ngân vừa đếm, thì có thể là Ngân sẽ bỏ qua cái bước đếm nha các bạn. Còn cái phần ở dưới này á thì mình sẽ dùng cái phần to này và mình cạo cũng theo chiều hướng từ dưới lên luôn các bạn, cũng theo chiều hướng đi lên như thế này. Và nếu như các bạn siêng năng, ngày nào các bạn cũng làm, thì cái phần da mặt của mình á không cần phải phẫu thuật, nó cũng vi lai nữa các bạn. Và nó sẽ vi lai theo một cái hướng rất là tự nhiên. Nếu như các bạn có tìm hiểu về gọi là chỉnh sửa khuôn mặt bằng cách là không phẫu thuật thẩm mỹ, thì các bạn sẽ thấy được họ sẽ dùng cách massage để mà phẫu thuật cái khuôn mặt của mình, tạo hình cái khuôn mặt của mình mà không cần phải dao kéo các bạn. Và nếu như bạn nào cần cái V-line thì mình có thể cạo theo hướng như thế này. Đấy. Và cũng tương tự như vậy, mình sẽ làm cho hai bên. Và khi mà mình cạo như thế này á, thì tất cả những cái chất dơ ở trong cái lỗ chân lông cũng giống như những cái mà nó được đưa ra thì nó sẽ nhòi dọc hai bên này. Khi mà kết thúc một cái liệu trình mà mình cạo á, đây là phần càm ha, mình sẽ cạo lên ha, cạo lên ha. Còn phần ở dưới thì ở trên thì mình sẽ cạo xuống. Đó là xuồng miệng. Sau đó mình sẽ cạo nó ra ngoài. Và đây là phần cuối cùng, là mình sẽ cạo từ trên xuống để tống những cái chất dơ ra ngoài, tống những cái chất dơ ra ngoài. Cái phần này rất là quan trọng khi mà mình tống những cái chất dơ ra ngoài. Đó, các bạn có thấy không ạ? Và những ai mà cần cái mũi cao hơn một chút thì chúng ta sẽ nâng mũi mình lên rồi mình cạo theo hướng như thế này. Khi đó thì cái mũi của mình nó cao một cách tự nhiên luôn á các bạn. Đây, các bạn cạo như vậy. Khi mà cạo như vậy á, cái khóe mũi của chúng ta nó có một cái khóe thì nó đỡ cái việc mà
Khi mà ta cạo như thế này thì cái khóe mũi ở đây chúng ta sẽ đỡ cái việc gọi là mụn cám nữa các bạn. Mũi thì chúng ta sẽ cạo xuống ha. Thì nãy giờ Ngân đã đi hết cái khuôn mặt của mình. Trán thì mình cạo lên, mắt thì mình cạo bằng cái này, và ở cái vùng má thì mình cạo bằng cái lường lõm này, ở cái vùng ở dưới này mình cạo bằng cái phần này, và môi dưới mũi thì mình sẽ cạo xuống ha, và ở dưới cằm thì mình sẽ cạo lên theo chu trình như thế. Khi mà làm xong hết thì mình sẽ cạo tất cả những cái chất này ra ngoài, tất cả những cái chất này ra ngoài. Nếu không, khi mà các bạn không cạo theo cái bước cuối này á, thì tất cả những cái chất dơ mà các bạn cạo từ đây qua thì các bạn sẽ thấy mình bị mụn ở vòng vòng phía trên đây nè. Rất là mắc cười ha. Và đó là sự thật. Và các bạn hãy thử nghiệm đi, các bạn sẽ thấy được cái cơ mặt của mình nó săn chắc lại, và dường như tất cả những cái nguyệt đạo trên cái cơ mặt của mình nó sẽ được đánh thức khi mà nó kết nối với các cơ quan trong nội tạng của mình. Những cái bài học trước Ngân đã chia sẻ với các bạn rằng cơ thể của mình sẽ liên quan đến cái nội tạng bên trong, và tất cả những cái nội tạng bên trong nó sẽ thể hiện ra những cái cơ gì trong cơ thể của mình, và tâm trí của mình sẽ ảnh hưởng đến những gì mà cơ thể của mình. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa tâm, thân, trí. Nếu như các bạn hiểu được điều này, các bạn sẽ có được một cái nhìn cũng giống như cái cách mà mình quản lý cái cơ thể của mình. Nếu như một ngày mà các bạn thức dậy, các bạn cảm thấy mệt mỏi, các bạn cảm thấy không có sức sống và các bạn không có mục đích sống, các bạn cảm thấy rất là buồn, thì các bạn hãy nhớ đến những gì mà Ngân đã từng chia sẻ với các bạn, là đó là lúc mà các bạn cần phải dọn dẹp lại cơ thể của mình. Chắc chắn là ở một đâu đó trong cái cơ thể của mình nó đang có vấn đề, và nó sẽ dẫn đến cái việc mà mình suy nghĩ không có được tích cực. Và mình hãy chăm sóc cái cơ thể của mình, chăm sóc từ bên ngoài, bên trong và cả tâm trí nữa. Đó là những bài học mà Ngân đã từng chia sẻ với các bạn. Hãy xem lại và review nó để mà các bạn có được những cái kiến thức vững chắc trong não bộ của mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video clip ngày mai. Bye bye.